Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình tên là Nghĩa. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với War Story của Battlefield 1. Và những ngày vừa qua thì chúng ta phải đợi tới ngày ra mắt chính thức của tựa game thì chúng ta mới có thể thưởng thức tựa game này một cách đầy đặn hơn. Thì nếu bạn nào mua cái bản Early Enlister thì các bạn sẽ được chơi trước 3 ngày. Thì nhưng tuy nhiên thì mình không có hứng cho lắm, cho nên là mình không có mua cái bản đó. Mình mua cái bản Standard, là tức là mình phải đợi tới ngày 20. Và tối hôm qua thì mình có một trận bắn rất là đã rồi. Và hiện tại cũng đã lên level 18 rồi. Thì sáng hôm nay mình hiện tại đang rất là rảnh, cho nên tiếp tục với những cái series mình đang bỏ lỡ. Thì như chúng ta thấy là chúng ta sẽ còn được unlock khá 4 cái cốt truyện còn lại. Thì tất nhiên các bạn nào đã dự đoán thì các bạn cũng biết trước một điều, đó chính là những cái cốt truyện này không có liên quan gì tới nhau. Nhưng cái mỗi cốt truyện nó sẽ đưa mỗi người chơi tới một cái hành trình khác nhau, một khu vực khác nhau và một cái câu chuyện khác nhau. Và còn nếu mà các bạn nào thấy series này hay thì các bạn có thể bấm like và subscribe và chia sẻ cho bạn bè để mình có thêm động lực để mình làm cái video sắp tới. Thì cũng để không để các bạn đợi lâu thì mình sẽ bắt đầu câu chuyện của chúng ta lần này, đó chính là Friends in High Places. Ok. Before I got to Europe, I had never seen an aeroplane in real life. High above, they twisted and turned like flocks of birds dancing. I have nothing left to bet, you idiot. The plane. That's rich. Oh, why the hell not? I've got you beaten anyway. Oh, yeah. What have you got? Wipe your mouth, Blackburn. That wasn't supposed to happen. But you know, I'll be taking that plane anyway. What the bloody hell? You lost. I beat you. The thing is, Rackham, it's a very beautiful aeroplane, and you're kind of a jackass. I beat you fair and square, goddammit! Stay the hell away from my kind! Oh, you bastard! You can't do this to me! I beat you! I beat you! My name's Clyde Blackburn. I'm a pilot and a gambler. I'm George Rackham! I'm George bloody Rackham! Listen to me! You bastard! Keep off my aeroplane! If you asked me to name my biggest fault, I'd have to tell you. I'm just not a very honest person. Welcome aboard! I'm Wilson, by the way. You must be George Rackham! Sure, I'm Rackham. I'm your guy. Let's get this kite up in the air. You're George Rackham, son of the 4th Earl of Windsor. That's right. Hip, hip, go, Dean. Oh. Hey back there. It's a great day for a picnic, don't you think? Right, you see that plane up ahead? You need to catch up with it. Ồ, phải nói là đúng đẹp luôn á. Ồ, mình lái máy bay trên trên đây thì mình lái không có rành cho lắm. Để coi mình trên option là cái control thôi. Mình không thích chơi cái invert cho lắm.
Invert vertical fly. Vertical fly hình như cái này nè. Air vehicle nè. Nó để cho bình thường thì nó dễ hơn nhiều. Nó lên, còn này đi xuống mới đúng rồi. Còn cái kia là auto, nó tự động, nó mình không có hợp với lắm. Tự nhiên mình bấm đi lên nó lại đi xuống là mình không thích cho lắm. Cái này bắn là sao ta? Nói chung các bạn hãy điều khiển cái máy bay này bằng một không, chúng ta phải lên đây bằng một con chuột thôi, chúng ta không cần phải điều khiển gì thêm. Khá là hay. Và khung cảnh rất là đẹp ấy chứ. Thì mình thấy là mình phải bất ngờ với Battlefield về việc mà nó làm game như thế này. Vấn đề mình bay đi đâu ta? Ồ. Ồ, bấm ship nó tăng tốc mà giờ mình để ý ta. Ồ, đã quá ta. Đã thiệt, công nhận. Nếu mà so với một cái quay muốn sát thiệt chứ. Nếu mà so với trên console nó thì điều khiển máy bay nó dễ hơn là so với console. Console thì mình phải chỉnh tới veteran. Cái control scheme á là mình phải chỉnh tới veteran thì mình mới lái được, chứ lại nó khó, bình thường nó khó điều khiển lắm. Còn bên đây chỉ các bạn chỉ cần cầm nắm một cầm một con chuột là bạn có thể lựa thoải mái rồi. Thì là mình cũng chưa chơi máy bay trên PC. Thì là cái không từ bản beta các bạn thấy mình chơi máy bay là mình chơi trên PS4. Thì mình lái cũng khá là quen, tại vì trước đó mình có lái phản lực trong Battlefield 4 cho nên mình cũng biết lái phần nào, cho nên cũng không đến nỗi nào. Còn này thì mình cũng mới chơi thôi chứ mình cũng không chơi gì đâu. Đẹp. Khuôn kia đẹp quá. Mình đi chụp hình cái nhẹ. Đó. Chúng ta phải tăng tốc thôi, tại mình vừa mới chụp hình cái đẹp quá. Chụp thêm phát coi. Đẹp. Mấy cái này đẹp quá, mình không muốn bỏ lỡ. Cái thằng này nó, ủa này nãy giờ nó cứ lượn ngoài đó. Ủa này nó lái cũng ngầu phết đấy chứ. Này đúng là cái Air Supremacy á. Lái đúng đã luôn. New Objective, Pursue Ally Aircraft. Cái này là đồng đội mà. Nhưng mà chúng ta chỉ cần dí theo thôi. Thằng này lái cũng hay chứ, lái lượn qua lượn lại. Wow. Nhưng mà kỹ thuật như nó thì mình chơi không lại. Nhưng mà mình cũng biết là các bạn là bạn lái là dùng invert hay không. Nhưng mà mặc định của nó là giống như là invert đối với mình vậy. Là kiểu như là cái lúc bạn nhìn xuống thì nó bay, lúc bạn kéo chuột xuống á thì nó lại đi lên trên. Chúng ta phải đi chậm lại mới được. Không nên tăng tốc cái khu này. Các bạn nào bấm W là nó đi nhanh hơn tí. Kiểu giống như chúng ta bấm ship vậy. Đảo quá. Cái này đã thiệt luôn á. Mình không ngờ tới mức độ như thế này mà nó phải là rất là làm mình bất ngờ. Sau nãy giờ bay cứ bay lượn tùm lum la hết đi. Nhiều cái pha mà kiểu như mình muốn quẹo cua gấp á, quẹo kiểu quẹo ngược rồi gấp thì nó lại không khó, nó lên khó. On target. Chuyện nhỏ. Bắn cái cục dưới hay là cục trên ta? Cục trên thì vậy. Đó. Bắn thoải mái vào, đạn nhiều mà. Wow, like a boss man. Try using the rocket switcher. Nổi vậy ta?
đó quá đẹp. Còn cái nào nữa? Có à, còn một cái object đẹp tới đằng kia nữa. Mình phải tính ra đạn rơi nữa. Đó, quá đẹp. Like a boss man. Tiếp bên đây có một cái này nè. Ồ, khung cảnh mình phải nói là mình không thể nào chơi cái gì nữa. Quá đẹp. Quá đẹp, to be ace. À, mấy ông này giọng người Anh nghe rất là hay á. Wow. Có địch rồi, giờ mới có địch là đã nè, đó, vô đây mày, Red Baron đó mày, Red Baron kiểu tuổi gì á anh. Từ từ đó, để quẹo lại cái đó. Nó không có kiểu chỉ mình cái kiểu quẹo cua gắt thôi. Wow. Rồi sao nó bám dí đuôi mình sát quá. Wow, đã thì chứ. Làm sao chú mà mấy chú bắn được anh được. Bắn đây, đúng rồi. Hay quá mấy đứa ơi. Mình đang đi chậm lại để mình thấy rồi nó rồi. Thằng kia rồi. Kia bay sai vậy. Vô đây. Đúng rồi. Nó cứ lượn qua lượn lại trên đầu mình hoài thôi. Máy bay mình cũng cho bò chứ. Cái nào mà nó lướt nhanh hơn không ta. Đây này bị đồ. Bồ mình. Né đi, đúng rồi. Cái này gọi là dogfight. Đó. Nếu mà bạn đấu trên không thế này người ta gọi là dogfight. Khung cảnh thật là hữu tình. Come on man, come on. Come to daddy, who's your daddy man, who's your daddy. Dí được rồi, mừng quá. Hay, quá chuẩn. Who's your daddy, À, nó chắc nó trong sửa chữa. Giống như xe tăng rồi mấy tập trước thôi là các bạn có thể tự sửa chữa. Có nghĩa mình nghĩ là thiết nghĩ là Mochiri. Cái cha nữa hả? Một em à, hai em rồi. Hay. Nó hạ bom hay sao ta. Chú em lai ảo quá, nó lai ảo quá. Rồi mấy chú rồi. Đó, rồi. Lại đây anh bảo. Chạy đâu. Ôi, nó bắn nhẹ vậy thôi là nó dính rồi đó, là nó tự động nó lao xuống mặt đất luôn á. Yếu rồi. Chạy đâu. Làm tao quay 360 độ chứ gì mày á. Cái điều khiển này chắc mình phải đang đồ nhảy mày ra á. Không. Quá đã. Còn con đằng sau lưng nữa. Có bắn được không ta? Hay là mình phải đi theo nó? Theo câu chuyện mình cứ tưởng là đi theo nó. Giờ máu quá trâu rồi. Không sợ nào hết. Vậy chúng ta chỉ đi theo nó thôi, mới bắn rớt được không ta? Hình như không. We should turn back! Ah, to hell with base!
Accidentally discovered where Germans were keeping their munitions for half the Western Front. And Wilson's pictures would help HQ launch a major assault. There was just one problem. I'm not sure about this. Oh, come on! We did a great thing. We'll get medals for this. We weren't even supposed to be there. When the commander sees these pictures, he won't care. We did a great thing. We can do it again. I'll make you a deal. If we pile up on this, then you need to promise me that you'll get me back in one piece. Sure thing. Promise. I need your word. Okay, I promise. Stay here. And don't cause any trouble. You know, I did like the guy. But he was kind of naive. Sir, you might want to take a look at these. Saints alive, your man must be one hell of a pile. Before we knew it, we were back in the air. Our mission? To clear the way for the bombers so they could blow that fortress all to hell. First, we'd have to down the barrage blimps. Jesus, imagine being a lookout on a blimp. Bad luck, Fritz. Next, we'd have to deal with their anti-aircraft trucks. The assault was already in full swing when we got there. We'd have to deal with all those defenses, then escort our bombers to their target when they arrived. Tall order. But victory here could change the course of the whole damn war, they said. Safe to say, Wilson was less than thrilled. Ok, giờ chúng ta sẽ vô nhiệm vụ chính của chúng ta đây. Rất là khó luôn á. Giờ chúng ta thấy con nào đỏ đỏ là không phải là bồ đấy. Red Baron. Nhưng mà chúng ta vẫn còn đi triệt tiêu những cái khinh khí cầu kia lên. Nó bắn rác vậy. Mấy này bắn rác thiệt luôn á. Wow, mấy đứa có thể tránh xa mày ra được không? Chứ nó bắn rác, dễ sợ luôn. Mấy con Red Baron nó nhầy. Bên sửa, sửa lấy máy bay lại cho chắc ăn. Chứ mấy này nó bắn nhầy quá. Chạy đi, đúng rồi. Nó lượn quá, cánh mình đứt cái cánh này luôn, nó ghê. Không sao, anh đã lo. Hết đạn rồi. Go away. Destroy enemy AA. Ok, no problem, man. Nó bắn cái quái gì mà rác dưới trời. Má mém nó tông xuống dưới rồi. Để mình hồi lại cái này mình sẽ quay lại mình bắn. Hình như mình chỉ có cái bom số 2 á là mình bắn được nó thôi. Đó, quá hay. Đợi đó, giờ chúng ta sẽ đi hồi để đợi nó hồi sao. Mém nó tông xuống dưới rồi. Băng rác thêm mấy bộ. Đều lượn nguyên một vòng rồi đó. Ủa này hơi gần như nó muốn bất tử luôn rồi, gọi gì nữa. Má mà làm mấy cái pha. Ơi lên. Cái này mà mình chơi không invert á là mình chịu luôn á. Wow, Red Baron ơi là Red Baron. Mình cần phải bay cao hơn nữa. Đó, đẹp.
xong. Giờ tôi sẽ đi xử tiếp mấy con Red Baron nữa. Ok, và chúng ta sẽ sử Protect the Bomber, tức là bảo vệ mấy xe đó, mấy máy bay đánh bom á. Hạ mấy con Baron này. Nghe giống liên minh điện thoại em hạ Baron này. Một em vẫn chưa chết hả? Mấy ngày vậy? Wow, nghe vậy bộ. Ồ, không, mình bắn một phát, phát là trúng ngay cái động cơ đó là nó gục rồi. Ơi, đó, gục liền. Rồi. Ồ, đã quá bà, chưa bao giờ mình lái máy bay đã như này, bắt được P4 không bằng nữa ba. Lái xe, lái máy bay cổ mà công nhận lái nó đã ghê luôn á. Ui. Má bắn loạn sang ngầu, wow. Chúng ta còn phải sửa trước khi chúng ta chết. Chúng ta còn phải sửa trước khi chúng ta chết á. Bombs away. Sao động quá vậy? Engage enemy fighter. Ok. Chúng ta phải đánh với tụi máy bay chiến đấu của tụi kia. Này bắn sao không ta? Chúng ta cứ tiêu diệt hết cái căn. Quá đã. Một cảm giác thật là giống ốc. Đó. Oh yeah, cái này các bạn phải tính cả thời gian bay, đạn bay nữa. Và các bạn phải dự trù cái khoảng lúc mà nó tới nữa. Đó, quá đẹp. Bên đây còn 2-3 cái nữa nè. Nó đạn chưa có hồi nữa ta. Wow. Chúng ta phải phá hủy gần hết thì kia nó mới tính. Lên đi mấy đứa. Cái tụi Red Baron này nhây quá. Có lẽ là trong multi mình sẽ thích cái chơi cái máy bay hơn. Tại vì chơi cái này đã, bắt đầu thấy đã đó. Mặc dù bên Battlefield 4 mình không thích cho lắm, mặc dù vậy nhưng mà mình thấy bên này nó có cái sức hút hay hơn nhiều. Wow, yes baby. Sửa cái nhẹ rồi. Protect the bomber formation. Ok, no problem. Dù gì thì nãy giờ cũng đang giúp rồi. Đó, like a boss. Con này nó nhây quá. Chúng ta bắn trước vậy nó mới nổ được. Nhây và lơ, bắn gì nó không chết. Nổ đây, đúng rồi, má tông giờ cho nó nhanh. Không biết chúng ta còn bao nhiêu con bomber nữa. Mà nghe máy bay nhiều quá, chúng ta phải quay lại uống nó. Rồi. Bỏ khu này đi, tại vì nó xong rồi. Đó, giờ chúng ta đi theo tụi Baron để chúng ta giết thôi. Yes, baby. Ok rồi, nó nổ bom được sao á.
The bird was busted. She buried her nose in no man's land a half mile due west of where I went down. Wilson, the poor sap, didn't make it out. But that was his bad luck. I had more pressing problems. Ok. Và giờ chúng ta tới một cái thời kỳ Assassin's Creed mới. Và giống như những tập trước vậy á. Vậy phải cái đi lẻn lẻn đằng sau lưng. Đi vô khách đi em. Nó đang nghi ngờ chỗ đó thì mình sẽ đi đằng sau nó. Có cây ồ có cây sèn đây nè. Sẻn. Nãy mình chọn ngay đầu cái bóp. Đúng tỉnh luôn. Hello. Đó, chết luôn. Ồ, giờ có cái này có cái súng lục ba. I'm just gonna say I've had plenty of practice moving quietly. Ooh, return to friendly lines. You don't need the details. Friendly lines là bây giờ chỗ nào cũng được chứ. Once those Germans were gone, I put my skills to work, heading west towards the British front. Đi về hướng hướng tây đúng không? Hướng west là ngay trước mặt mình à. Cứ đi thẳng ra thôi. Between me and the British front were German trenches and German guns. Spotter. Oh, and half the population of Berlin. All spoiling for a fight. Cứ spot thôi cho chắc ăn để mình còn có. Woohoo. Chứ nó không thấy mình đâu ha. Mình đang đợi nó vô kìa. Nhưng mà giờ mà bắn một cái là nó nghe tiếng hết trơn. Mình lại không muốn nó nghe tiếng quá. Đó, cứ đi từ từ bình tĩnh. Là em chết thôi. Không biết mấy này nó để ý nhiều không thôi. Mà mình chỉ sợ là trong những cái chỗ như thế này nó lại có những thằng khác thôi. Thằng này là Assault. The Brits must have been sitting down for tea and crumpets instead of shelling the Germans. Still, I had to get through to our side of the line before those guns started up again. Tụi này nó chill out vãi luôn á. Thiết nghĩ mình cũng không nên giết tụi nó hết đâu. Cứ đi thẳng qua kia là được rồi. Kiểu giống như Metal Gear Solid vậy. Ồ, nhưng mà hàng này thì cần nha, tại vì nó có một mình nè. Và chúng ta nếu mà chúng ta muốn đi ngang qua nó thì chúng ta phải giết nó thôi. Trong bây giờ từ lúc mình mới biết là Battlefield 1 cái sẹn của nó là bá đạo như thế nào. Một sức mạnh thần kỳ với châu bò nào đó chém một phát chết luôn cái rồi. Đâm đi thẳng về hướng tây là được cái gì. Ok, anh vẫn đang cố gắng đi. Nhìn cái gì? Miễn sao nhìn là đừng có la lên là được rồi mấy. Chứ nó nhìn xong nó còn kêu đồng đội tới là mình bó tay luôn. Một thằng tới thôi. Tại vì chúng ta cần phải xử từng thằng thì chúng ta mới đi xa hơn được chứ. Xử nhiều quá thì chúng nó đi ập tới thì mình lại giống như là mình không thể nào mình. Đây đúng rồi. Ra đây em. Ra đây đi, anh còn một thằng cần phải xử lý nữa. Chúng ta không thể chia thời gian cho nhau sao? Đúng rồi, đi thẳng lại đây, đi thẳng lại đây. Hả? Nó còn la hả nữa chứ. Ngày chú la hả là ngày chú chuẩn bị chết rồi. Đó. Như thế là chuyện rất là bình thường luôn. Tới luôn đi em.
mấy này nó cũng không có AI, nó cũng hơi ngu ngu như nó không có giống như cái tựa game khác mà thấy cỡ như mấy hàng này nó nằm gục rồi là nó nổi đoá là rồi, nó đủ chuyện ra rồi. Mà mấy này thì các bạn nhìn không có chú tâm gì nhiều. Ồ, mình bấm lộn nút mới ghê chứ. What the hell? Er kann nicht frei sein. Finde den Bastard und töte ihn. Đường nó đi tìm nha. Geht jeden Stein um. Er versteckt sich vermutlich irgendwo. Đó, quá đẹp. Giờ mình còn đi mỗi đường thẳng này ra ấy vậy. Wow, hấp xuống. Mình không muốn kia thì thấy mình quá. Mình đang rất là giữ bình tĩnh rồi đó. Và mình cũng đang giấu cố gắng lắm rồi đó. Nhưng mà mình không muốn để phát hiện đâu. Chúng ta cứ đâm thẳng hướng Tây là cái hướng trước mặt mình đây. Là chúng ta sẽ tới. Chứ ít thì theo cốt truyện nó nói là như thế là mình chỉ đi như thế thôi. Chỉ sợ nó sẽ xác mấy thằng kia sao cái nó... Those trenches were packed full of the Kaiser's finest. But hopefully most of them would be looking for trouble coming the other way. Hopefully. Whoa. Cái gì vậy trời? Thanh niên gì rớt súng mà gục luôn vậy? The fuck? Thanh niên này bị gì vậy? Tỉnh ngủ luôn. Nó làm cái gì mà nó tục quá vậy? Ok này được hơn nè. Chỉ là trong multiplayer nó được hơn nhiều. Mà làm cái quái gì mà nó... Chắc là đồ ăn không được ngon miệng hay sao đó. Wow, hai thằng luôn. Đó, cứ từ từ bình tĩnh là được rồi. Thằng kia nó đi vô trong rồi thì cái này mình sẽ đợi thằng này quay lại rồi mình đi ra luôn. Nó nói tiếng Đức kìa trời. Whoa. Hello. Happy New Year. Có gì không? What the fuck? Hết hồn. Thôi cây này mình không thích cho lắm, cây này của bên Medic á. Mà ít dùng mình cũng không có xài cái cây đó nữa. Cây đó mình thấy không hiệu quả lắm. Đó, mình phải bám sát lại chứ cho nó. Có vài giây là nó phát hiện ra rồi. Wow. Mấy bạn Harambe chơi Battlefield 1 mình không biết mình có bạn mà đặt cái tên bựa thì chứ. Chúng ta vẫn đang cố gắng đi về hướng Tây đây. Wow, hết hồn. Thì nghĩ chúng ta cứ đi qua luôn cho rồi. Và đừng để bị phát hiện. Wow, hướng đó có vẻ không an toàn lắm. Ồ má, đạn nó bay mà giật cái mình luôn rồi. Ồ, làm mình xoắn thì chứ. Wow, dân chơi. Biết còn ai nữa không ta? Cái máy bay của mình rớt ở đây rồi vậy. No Man's Land was a maze of bombs, cái tăng. No Man's Land. Chắc tới đây chạy được rồi đó. Khu này chắc nó loạn hơn hết rồi. Chỉ là vấn đề thời gian thôi, cái khu này sẽ bình địa rồi. Did anything survive the crash that might be useful? We need to go now. I can't get up.
I'm sorry. Well, you promised to give me back in one piece. Just keep it down. What about medals? What about being heroes? I'm no hero. But you gave me your word. Your bleeding word. So either you're a decent bloke who's gonna help me, or you're a lying, no good bastard who look me in the eye and finish it! On the table, Blackburn. You're not George Rackham, are you? Son of the fourth bloody Earl of Windsor. How naive do you think I am? Let's get out of here. Was losing a lot of blood. I didn't have much time to get him back alive. Mà trong trận chiến tranh nó cũng có một cái vấn đề khác thì thôi. Giờ chúng ta không thể nào làm với ngoài việc khác và chúng buộc phải giúp cho đồng đội chúng ta một cái chết nhẹ nhàng hơn. Chứ giờ phải sao bây giờ? Cái chiến tranh nó cho một cái góc nhìn khác thì cái cuộc chiến này như thế nào? Mình sẽ bỏ kia rồi được không ta? Công nhận đúng thì chiến tranh thật sự không tốt tí nào, và cái nhiều và nhiều cái câu chuyện để cho chúng ta thấy rằng là nếu mà bạn chơi Battlefield 1 bạn sẽ thấy là cái chiến nó thật là vô nghĩa luôn á, và vô số người phải hy sinh mạng sống của mình chỉ vì một mục đích của một quốc gia, vì mục đích của một cái gì đó. Ta phải tìm chỗ nắp thôi. Nếu bạn nào nhìn cái map thì chúng ta chỉ có cái đường này đường duy nhất thôi. Nhưng mà nó khó đi dễ sợ. Vừa đi vừa có đạn bắn nữa chứ. Wow. Đèn chiếu rồi. Vô né. Đèn nó chiếu. Chúng ta phải để đèn nó hết chiếu rồi mới tìm cover nữa. Đường này cũng khó đi á ha. Cả thêm đèn đăng quang đằng kia nữa chứ. Chiếu chỗ nào nó bắn xuống chỗ đó. Chỗ né rồi. Thấy mình chưa ta? Sao chiếu chỗ đó hoài vậy? Rồi đi tiếp. Cho nó chiếu chỗ đó hoài sao đi được. Đấy, hai thanh niên người Anh. Wilson said I was a no-good, lying son of a bitch. I brought him home because I think he's probably right. And I hate that fact more than I can tell you. Heard that man through no man's land? This guy's a bloody hero! No, he's nothing of the sort. He's a cheat, a thief, and a liar. And he'll answer for his crimes. That's right, Blackburn. To the farm, are you? I'm gonna speak up for you, you know, at the court martial. It might do you some good. I doubt good. It, but thanks. Fire!
me help. You don't deserve to fly. Wilson, if I'm gonna die, I'm gonna die up there. Come on, let's do this. You sure you don't want to sit this one out? Not a chance. You owe me a bloody medal. Wow. Chúng ta đã trở lại với trận chiến. Bây giờ một cái kiểu như bắt buộc chúng ta phải đánh thôi. Ồ, và chúng ta đang đánh tại London Anh thì phải, nếu mà mình không nhầm thì đang có cái đang có cái đồng hồ Big Ben á, mình nghĩ là vậy. Wow, 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 wow. Tự nhiên có người gọi điện. Giờ này gọi là tình thế bắt buộc cho nên mình buộc phải lên thôi. Má ông tướng ổng vừa mới bị bắn luôn rồi, nhưng không sao, chúng ta vẫn làm chủ được tình huống. Chạy đâu đó, một con đã xong. Giờ tới lượt chú mày bốc cháy liền. Wow, 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 wow. Di sát dữ vậy ta. Cái này là mình nhớ lúc đầu cái cảnh mà lúc nó chạy sượt qua đây, nó giống như là cái trận chân vô cảng vậy á, của hình như cái chiến tranh thế giới thứ hai rồi phải. Mình thì không có giỏi lịch sử rồi, nhưng mình nhớ là vậy, hình như là vậy. Thì đó, nó giống như vậy á, nhưng mà nhìn nó đẹp hơn nhiều. Chiến tranh thế giới nhất thì mình không có rành cho lắm, còn cái này là chiến tranh thế giới nhất World War 1 chứ không phải là World War 2. Có lẽ sau này cái Battlefield sẽ là một cái World War 2 chẳng hạn, ai biết được. Một ngày nào đó, đẹp trời. Nó mình bắn nó bốc cháy luôn mà nó không chịu rớt này. Máy này đúng là kiểu như Racing Boy á. Bắn ghê thiệt. Nổ rồi. Bắn đè trước vậy luôn mà nó vẫn không chết. Wow, né nào anh em. Ôi, sao mà còn khoảng 2 chiếc. Còn một chiếc. Wow. Well, it'll make for one hell of a story. Oh, shit. Bombers incoming. The bombers are the threat. We have to take them down. Okay, bây giờ bomber tới luôn. Cái này là mình bắn hay là có nên bắn không ta? Ừ đúng rồi, nên bắn luôn. Woo, woo. Come on, let's go man. Không thấy mẹ gì hết ta. Cho bò vậy. Cho ăn viên đạn này xem còn cho bò được không. Ồ, bắn hụt luôn, bắn nó bắn hướng khác ta. Ok, đi tiếp nào. Cái đi súng này kiểu như là nó cần mọi thứ luôn rồi. Đó, quá đẹp. Woo, chưa bao giờ lái máy bay đã như bây giờ. Wow, vô lô mấy đứa. Rồi sao nhiều quá vậy? Nhưng không sao, xem chúng ta sẽ cân hết mọi chuyện. Reparon. Bắn vậy mà vẫn không chết, nhây thiệt. Đó. One down. Cái chục chiếc to go. Quá đẹp, quá đẹp.
Whoa, guys. Kiểu cảm giác giống như là chỉ có mình trên chiến trường vậy thôi. Quá đẹp. Wow, chạy chú vậy đâu, chạy đi đâu. Còn một đống đằng sau đây nè. Quậy đi bây giờ. Xông lên. Quậy nhiệt tình vô. Giống như bạc ti vậy ba. Đây tự nhiên có người điện rồi. Rồi vô mấy đứa, vô nổ đi nổ liền. Quá đẹp. Nổ tiếp đi, nổ nổ liền. Quá hay mấy đứa ơi. Các bạn hết rồi chắc anh. Mình không biết nó có objective gì không, nhưng mà cứ thấy nó đó là cứ bắn rồi. Chúng ta có hai con airship quá bự và một gang. Ok. Wow, cái nã hết rồi. Đó, mất máu liền. Wow, nó nổ dữ quá. Bắn sao có xi nhê không ta? Wow, mình lái như tổ lái vậy mà. Yeah, come on. Come to me, baby. Con á, mình lái như tổ lái rồi quá, ảo vãi đấy. Nhưng mà hai cái là hơi bị nhiều đó, xử cái kia trước đi. Yeah. Đấy, come on baby. Được rồi, để sửa cái nè. Rồi chúng ta sẽ quốc tiếp. Rồi đó, chúng ta quay lại. Công nhận cái tập này đã ghê nè. Trừ mấy cái kia ra thì cái vụ mà lái máy bay là thấy đã chứ. Ok, hồi nè. Cái mấy con kia mình nghĩ chắc cũng không cần bắn đâu vậy. Con này tiêu đời rồi. Gần chết rồi chứ chưa chết nữa ta. Cho bò vậy ta. Wow, chúng ta phải né thôi gì. Quay lại nha mấy đứa. Con kia gần chết rồi. Đạn hết trơn, đạn nó muốn hết luôn rồi. Đạn giờ cung cấp không kịp luôn á. Mà công nhận mấy máy bay này nó chứa đạn cũng nhiều á chứ. Nhiều phết ra. Sống cũng dai ra. Wow, lái kiểu gì mà bộ. Nổ chưa. Get up there. Nope. Town, alright? Alright.
Ok, và chúng ta đi nào. Tôi thấy nghĩa đường nên nhìn xuống là được rồi. Tại vì trên đây nó cao lắm rồi, càng nhìn xuống thì càng thấy sợ thôi chứ không có gì hết đó. Đúng là cái cảnh tượng đúng là nghĩa là chỉ có Battlefield mới làm được thôi. Rất là rộng lớn và rất là hoành tráng quá và vĩ đại. Một cái câu chuyện mà theo một cái diễn biến rất là liền mạch và rất là hay. Thế mình thấy là vậy, cái Battlefield có thể là năm nay. Ok, là bây giờ mình sẽ đi tới cái chỗ mà flag gun hay sao đó. Nếu chúng ta biết đường. Ở đây đây đây. Có một đường chứ mấy. Wow. Hình như cái này là cái của tụi nó hay sao chứ mấy, của mình. Sao như vừa đi mà cái thằng kia nó cứ gọi nhéo nhéo trên đầu mình á. Rồi, đây ạ. Quá đẹp. Mặc dù nó hơi tiến tính cái nhưng mà mình thấy nó vẫn hay, khá là hay. Thì tới mình biết là trước giờ cái cốt truyện ra phần cũng tiến tính khá là nhiều giống như The Call of Duty á. Nhưng mà kỳ này thì mình thấy nó vừa có mang một cái gì đó mở trong nó mà cũng vừa tiến tính, rất là hay. Rồi. Để anh đó bắn ngoài phát gục ngay. Ê, nó lại cho tôi vô. Cái súng nó bắn đã vậy. Wow, bắn đúng đã luôn. Quốc đi mấy đứa, quốc đi thoải mái lên. Đạn vô hạn mà sợ cái gì. Nhưng mà có nóng cho nên phải cứ từ từ bình tĩnh lại. Come to daddy. Còn bao đón nào không? Ôi nó sập rồi. Quá đẹp. Wow, chúng ta thắng rồi. Selfish man who risked his own life to save another, and in doing so found he was saved himself. Things get mixed up in wartime though, and you'll probably hear other versions. A rogue pilot who stole a plane, who killed his buddy, then lied, cheated, and murdered his way across half the Western Front, only to escape court-martial in the chaos of an air raid. But don't listen to any of that. What you heard from me is the truth. I wouldn't tell you if it wasn't. Would I? Ồ, cái khúc cuối nó mindfuck dữ ta. Tức là
Theo mình nghĩ, suy nghĩ lại, nếu bạn nào coi kỹ khúc cuối thì bạn sẽ thấy là ý của thằng nó nói là cái câu chuyện nãy giờ mà các bạn đang thấy á, nó đều là dối trá mà ra thôi chứ không phải là thật. Chỉ là xạo thôi. Anh ấy xạo từ đầu tới cuối. Và cái câu chuyện thật sự là thằng này nó đánh bài nó giữa của thằng kia là George Rackham. Để mình tóm tắt lại luôn thì nếu mà nó sửa nó nói á, thật á, cái câu chuyện thật á là George Rackham nó là một kẻ đánh đoạt chuyên đánh bài gambler và là một cái phi công. Thì nó giả danh thằng George Rackham, nó nhốt thằng kia trong lúc này mày coi lại cái phần khúc đầu tiên mày sẽ thấy là nhốt thằng kia trong đó. Và ra thì nó sau đó nó giả danh thằng đó và nó đi chung với ông Wilson. Rồi cuối cùng là qua tới cái đệm biên giới đang bay giữa chừng thì nó rớt xuống dưới. Thì thằng đó mới tính giết ông này để khỏi bị lộ, tại ổng biết nó không phải là George Rackham rồi. Thì không, nhưng mà cuối cùng thì như các bạn thấy là nó vào cuối cùng thì thằng Blackbird này nó không cho được phép bay tại vì nó bị bắt. Tại vì cuối cùng thì nó có câu chuyện nó vẫn như cái trình tự giống như ban đầu. Thì tới hút cuối thì nó giết ông Wilson để nó khỏi bị lộ. Và cái câu chuyện mà như thế là đó cả là lều giả dối mà nó chế lên thôi. Và chỉ là một đúng một số phần thôi chứ mà đúng hết. Sau đó thì nó giết luôn cả Wilson mà. Giết luôn cả Wilson và nó tạo nguyên nguyên câu chuyện này. Khá là mindfuck. Nhưng mà nếu bạn nào coi kỹ ông sẽ để ý thấy điều đó. Thằng này đẹp trai mà được cái đẹp trai mà không hiểu sao nó lại chơi điếm dễ sợ. nói thì Friend in High Place đã xong rồi. Thì cái này là hết cái tập này của mình, thì các bạn hãy cho mình là like và subscribe phía dưới nha. Và nếu các bạn nào muốn coi thêm những clip tiếp theo thì chúng ta còn 3 tập tiếp theo là Avanti, Savoia, The Runner, Nothing is Written. Và có lẽ mình sẽ hẹn lại các bạn trong những tập tiếp theo. Bye bye.